Thì rút kinh nghiệm lần trước, hôm nay tôi lại chơi một game ma khác, nhưng mà tôi chơi ở lúc 7 giờ 11 giờ chiều. Bóp ý là 7 giờ 11 chiều. Và hôm nay game ta chơi là một game của Việt Nam. Game đó tên là Cỏ Máu. Thì game này á, tôi thấy là nó chỉ mới ra bản demo thôi. Nhưng mà tôi cũng rất muốn chơi nó, tại vì tôi thấy nó rất là đáng sợ, nên là người Việt ủng hộ người Việt. So let's go. Language. Ông bà mình có câu: có thiện lai thiện báo, ác giả ác báo. Ác giả ác báo. Ai làm điều ác giả ác thật, cuối cùng cũng sẽ phải nhận lấy hậu quả cho tội lỗi của mình. Đó, hồi đó ở dưới quê tao, người ta hay truyền tai nhau về cái chết oan của một cô gái. Chết oan của một cô gái rồi xong liên quan tới mình. I guess we'll never know. Tin tức thanh niên nghi án chồng giết vợ rồi tự tử. Ủa, đọc sao? Một thảm kịch xảy ra lúc rạng sáng rồi phát hiện cạnh một sao nó ồn vậy? Một miếu thờ cùng với tang vật là một con dao. Người chồng treo cổ tự tử tại nhà ngày hôm sau sẽ bị kể lại bởi em trai của nạn nhân. Nguyên nhân dẫn tới thảm kịch vẫn đang được điều tra làm rõ. Ok, đây là hồi xưa đúng không? Rồi nhìn nhà hồi xưa phết, canh xăng nè, cái rìu nè, tôi lấy cái rìu tôi bổ con ma được không? Hello. Má đây là ở đâu vậy? Đây dưới quê. Hồi xưa có ai mà ở dưới quê, đi về quê mà người ta bảo là hồi xưa tôi kể là đi ngoài đường mà ban đêm không được nhìn mấy cây dừa tại sẽ gặp ma hay gì á. Cái giá mà nó có hình con ma ngọn cây nhìn lên xong bị hù cái ngáo đồ. Có điền. Sao lại để điền này đây? Ani. Một con ma bò qua cánh đồng. Con ma mặc váy trắng, tại sao lúc nào cũng là một con ma mặc váy trắng nhờ? Tại sao không cho một con ma mặc váy hồng nhờ? Alien nghĩ địa hả? Má sao nhìn như cái cổng nghĩ địa vậy á? Hello. Oi. Ồ, đây là bàn thờ. Nani. Oh, I have feet. God damn, I have feet. Look at my shoes. I've been walking in these shoes in the woods alone. I don't know why. Tại sao ở cái năm này? Ok, well, tại sao mọi người lại để đèn dầu ở khắp nơi mà ta lại có đèn pin đi tung tăng ấy nhở? Năm này năm mấy đây? Hay là hiện đại nhờ, thời hiện đại nhờ, hay là thời xưa nhờ? Ác giả. Cho tôi ra please, làm ơn. Anh ơi, em tới đây lấy tiền điện anh ạ. Mặc dù em biết là anh xài đèn dầu, nhưng mà em tới đây em lấy tiền điện nhá. Hồi xưa, dưới quê hồi xưa có nhiều bàn thờ này hết mà mình không biết bàn thờ để làm gì á. Ồ, có mấy cái thùng nữa. Nhìn mùa chứ. Khi mà một cái cửa nó có một cái mùa ở trên đó, ta nên biết cái đó nghĩa là gì nhỉ? Nhưng rất tiếc 14 tháng 17 4 năm 1983 hả? Em giờ xưa chứ. Ok, damn. That animation nào. Cái gì đây? Có vẻ như thiếu lá thuốc. Ok. Tài liệu bài thuốc sinh con trai. Các em trồng cây thuốc mà thầy đã đưa trong vườn nhà. Thầy tứ. Thầy bốn. Thầy. Thầy bốn. Đây là cái chỗ chắc cái bùa để xem xét thương gửi mình. Đã 2 tháng rồi từ khi mình mang bầu, anh nhớ mình lắm. Mình nhớ là chữ nam á, chắc nam á. Ui, thiếu bả thuốc, thiếu lá thuốc, lá thuốc lấy đâu? Tao sợ mấy cửa lắm nha. Hai lá thuốc đỉnh. Ok, ta đã có lá thuốc, ta sẽ phải giả thuốc đúng không? Giả thuốc như giả gạo. Tạch tạch đó, giả qua giả luôn. Bả thuốc rồi đi nấu thuốc. Ok. Can you be less loud? Xin lỗi nha, tôi lỡ làm bể cái ấm nhà cô cậu rồi. Đừng giận nha please. Mua ấm mới vậy. Chìa khóa xanh. Khá là nhiều cái chuối. Cái là một con mắt khổng lồ hả? Ai nói ông trời không có mắt hả? Hả? Ông có một con mắt to lò đây nè. Siêu to luôn nè. Hi. Damn. Đúng là ông trời không đùa khi ông trời nói là I got an eye on you hả? Đừng hạ nó tay nữa thôi. Mấy con mắt nó nhìn tôi ghê quá. Oh my god.
con này. Jesus, tao cho vô chồng một cô bây giờ. Có người nào đây hình sự tích chí phèo không? Có đâu ơi, mình có phải nãy mình đi ngang lò gạch không? Ngồi chứ. Bro. Có lợi. Không có nè. Tao sẽ đặt tên cho mày là... Sao sủa tao vậy? Why you sủa me? Ha? Tao đặt tên cho mày là... Cậu vàng. Ok cậu vàng, hello cậu vàng nha. Stay there. It's my house now bitch. Đừng có đóng cửa. God damn it. Oh my god, what do I do now? Okay. Clear. Hello. Hello. Thương gửi mình, tuần sau là anh về với mình rồi. Con trai tụi mình chỉ còn vài tuần nữa là chào đời. Kê Nam. Gì đây? Thiếu bùa. Có vẻ như thiếu bùa. Còn bùa xanh phải không? Ok, để vô rừng kiếm cho. Bùa này cực kỳ kinh nghiệm. À, cực kỳ linh nghiệm. Thầy của thầy chỉ truyền lại cách làm nó cho một đệ tử duy nhất. Con hãy đốt lá bùa cho vào chén nước và cho vợ con uống. Ok thầy. Thầy nói gì cũng đúng nhất thầy rồi. Thầy là nhất. Đây, bùa. Bùa xanh. Tôi đã lấy được bùa vàng. Kết hợp. Đốt. À. Tại sao họ nghĩ, hồi xưa họ nghĩ là uống tro nó sẽ tốt nhỉ? Là 6, số 3. 3 là mã là 6, thì 6 là gì? Gì á? 1 là mã là số 1. Số 5 là... Oh, for fuck's sake, you know what? Follow the blood, đó. Thì dịch máu. Cái gì á? Ok. Hai. Đừng hù nhé, đừng hù nhé, làm ơn đừng hù, tôi sợ ma. Không, chết máu hình hù nè, phải không? Mày chết tim. Số 1 là số 1. Số 9 là số 2. Số 4 là, số 3 là số 6. Số 4 là số 5. Đúng rồi, trí nhớ siêu đỉnh. Gì đây? Cái lụt. Chạy tóc trong ma không? Chạy lông. Bro. Bro. Giật mình bro. Má giật mình với chủ. Tôi nhìn cái lượng. Tôi tưởng tôi nói là mày nãy làm gì chạy tóc trong ma. Nó xuất hiện mày. Chạy lông đầu cho con ma. Chạy lông đầu. Hết hồn. Tôi bị giật mình á. Chỉ là hồi nãy cái cú là tôi giật mình á. Làm nó chỉ là làm tôi kiểu what. What là tôi giật mình á. Nhưng mà ok game. Game ok game hay phết. Nếu mà anh em muốn chơi game này thì nó đang trên Steam nha. Tên là Bloodfield. Tên tiếng Việt là cỏ máu. Mà nếu mà anh em search trên Steam cho dễ là Bloodfield á. Cảm ơn mọi người xem video ngày hôm nay. Like các bạn thích và subscribe xem thêm. Và hãy nhớ comment những cái game quý vị nè các bạn muốn mình chơi tiếp theo nha.